Kiếp nhân sinh, điều gì là quý giá nhất? Đáp án đơn giản nhưng nhiều người ngộ mãi không ra. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn trong cuộc sống này, không ít lần chúng ta ngẫm nghĩ tự hỏi mình rằng điều gì là quý giá nhất trên cõi đời này, có phải không ạ? Thực tình, đôi khi đáp án cho những câu hỏi như thế này thật ra lại rất đơn giản, nhưng chúng ta lại khó có thể nhận ra. Câu chuyện về con nhện tu luyện 3.000 năm sau đây có lẽ là đáp án sẽ khiến chúng ta thay đổi tư duy và từ đó có thể ngộ ra để thay đổi quán chiếu cuộc sống của chính mình. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe. Chuyện kể rằng, trước đây có một ngôi chùa tên là Quan Âm. Mỗi ngày đều có rất nhiều người từ khắp mọi nơi đến đây để thắp hương bái Phật. Hương khói lúc nào cũng nghi ngút không bao giờ tắt. Trên sàn ngang trước cửa của ngôi chùa có một con nhện đang răng tơ. Do mỗi ngày đều tiếp xúc với khói hương cùng với những lời cầu nguyện mà dần dần có Phật tính. Một ngày nọ, khi Đức Phật đến đây, nhìn thấy hương khói rất dịu nên trong lòng cảm khái. Lúc Ngài rời đi, đột nhiên nhìn thấy một con nhện ở trên xà nhà. Đức Phật nán lại và nói với nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1.000 năm nay có thật thông tuệ chăng?" Con nhện rất vui khi được gặp Đức Phật. Nó vui vẻ đồng ý với đề nghị của Ngài. Đức Phật đưa ra câu hỏi: "Ta hỏi ngươi, thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện sau khi nghĩ một hồi thì đáp lại rằng: "Trên thế gian này, thứ đáng trân quý nhất là những thứ không thể đạt được và những thứ đã mất đi không thể lấy lại." Đức Phật chỉ gật đầu rồi sau đó rời đi, không nói thêm một lời nào. Cứ như vậy 1.000 năm nữa lại qua đi, con nhện vẫn tu luyện ở trên trần nhà của chùa Quan Âm. Lúc này, bản tính hướng Phật của nó đã đạt đến một cảnh giới cao hơn. Vào một ngày nọ, Đức Phật lại đến ngôi chùa này và hỏi nhện: "Chúng ta đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Câu hỏi mà 1.000 năm trước ta đặt ra cho ngươi, bây giờ vẫn câu hỏi đó, ngươi có nhận ra thêm được điều gì sâu sắc hơn chăng?" Nhưng câu trả lời của nhện vẫn như 1.000 năm trước: "Còn thấy thế gian này, thứ quý giá nhất, đáng trân trọng nhất vẫn là những thứ bản thân không thể có được và những thứ mất đi không thể lấy lại." Đức Phật nói: "Ngươi cứ suy nghĩ thêm, một ngày nào đó ta sẽ lại đến tìm ngươi." Lại 1.000 năm nữa qua đi, bỗng một ngày, có một trận gió lớn thổi một giọt sương mai bay đến, bám vào tơ của nhện. Giọt sương tinh khiết và trong veo làm sao, đẹp long lanh đến lạ. Nhện càng nhìn càng thích thú. Nó mỗi ngày đều nhìn ngắm hạt sương, cảm thấy rất vui vẻ. Nó cho rằng đây chính là những ngày nó cảm thấy vui vẻ nhất trong 3.000 năm qua. Không lâu sau, đột nhiên lại có một trận gió lớn thổi bay hạt sương rơi xuống đất. Nhện bỗng có cảm giác mất đi một thứ gì đó quan trọng. Nó thấy rất cô đơn và buồn bã. Lúc này đây, Đức Phật lại xuất hiện và hỏi nó: "1.000 năm nay, ngươi có suy nghĩ về câu hỏi mà ta đặt ra, rằng trên thế gian thứ gì là quý giá nhất hay không?" Nhện liền nghĩ đến giọt sương và không chần chừ đáp: "Thế gian này, cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi." Đức Phật nói tiếp: "Nếu ngươi đã khư khư cho là như vậy, thì hãy để ta đưa ngươi đến làm người chốn nhân gian chiêm nghiệm nhé." Và thế là nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các. Cha mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó Tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn thượng uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên chùa lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới chùa. Sau khi lễ Phật xong, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu. Nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc:
chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xà chùa Quan Âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc hỏi: Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ rời đi. Châu Nhi về nhà nghĩ rằng: Phật đã an bài mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trưởng Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp. Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương. Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết thì ta còn sống làm chi? Nói đoạn rút gươm toan tự sát. Và giây khắc ấy Phật lại xuất hiện. Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: Nhện, ngươi đã từng nghĩ đến Cam Lộc là ai, Trường Phong là ai chưa? Cam Lộ chính là giọt xương, Trường Phong chính là gió. Gió đem giọt xương tới, rồi cũng chính gió mang giọt xương đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trưởng Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi vào sinh mệnh của ngươi mà thôi. Còn thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa chùa Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ. Nàng nói với Đức Phật: Thế gian này cái quý giá nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất. Linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác, mở mắt ra, thấy thái tử Chi Thụ định tự sát, đang vội đỡ lấy thanh kiếm trong tay chàng. Sau đó ôm chầm lấy thái tử òa khóc. Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Thay vì bất mãn, ủ rột sâu não vì thứ không thuộc về mình ấy, tại sao chúng ta không trân trọng, nâng niu thời gian cũng như sự vui vẻ ngay trước mắt, nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại, ngay lúc này? Trong hành trình nhân sinh đằng đẵng, ta sẽ gặp hàng ngàn hàng vạn loại người. Để yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có duyên là đủ. Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải nỗ lực rất nhiều. Mất đi một người không biết trân quý bạn có gì phải buồn đau, bởi bạn còn cơ hội một lần nữa gặp được người biết rằng bạn quý giá.